Ngọc Thơ, Thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sau cái lò vĩ đại chưa đốt đến lâu đài Ngày 6 tháng 6, trên trang Facebook cá nhân của Đỗ Duy Ngọc có một status bình luận về vụ tòa lâu đài của ông Tân Thiếu Tướng đang hot mấy hôm nay Tác giả cho rằng, hơn 100 năm ở Việt Nam, thực dân Pháp xây nhiều dinh cơ để làm việc, nhiều biệt thự để làm nơi ở những công trình đó vẫn còn ở hà nội huế đà nẵng đà lạt và sài gòn cùng nhiều nơi khác tất cả đều sử dụng chi phí của nhà nước thuộc địa hầu như rất ít của tư nhân thời việt nam cộng hòa ở miền nam tướng tá cũng nhiều nhưng chẳng mấy người có nhà to đa số đều ở nhà công vụ cư xá sĩ quan hay khu gia binh hình ảnh status trên trang facebook đỗ duy ngọc cũng có người có nhà riêng nhưng không xây dựng to như tòa lâu đài của quý tộc châu âu như căn nhà của vị thiếu tướng quân đội nhân dân việt nam ở hà tĩnh vừa được báo chí nhắc tới nghe nói tòa lâu đài này là do thân mẫu của thiếu tướng hàng ngày đạp xe đi bán rau đứng tên tác giả mỉa mai nhận xét hay thật bán rau mà cũng có hàng trăm tỷ để xây nhà lương thiếu tướng bao nhiêu một tháng con số đó ai cũng biết chẳng phải là điều gì bí mật Thế thì ông tướng lấy đầu ra lắm tiền mà làm căn nhà kinh thế, bán rau làm gì nhiều tiền đến thế. Lương tướng cũng đâu có lắm thế, kết luận là căn nhà này hình thành từ nguồn tiền nào. Câu hỏi mà ai cũng trả lời được, mà sao cái lò vĩ đại đến giờ vẫn chưa lên lửa. Tác giả so sánh, ngày xưa kẻ ăn hối lộ, tham nhũng, giấu của cải vàng bạc thâu tóm được như mèo giấu cứt, giờ đây thì khác. Cán bộ tha hồ khoe của, nào biệt thự, nào xe, nào con cái đi học ở nước ngoài. Vợ toàn sắm hàng hiệu, nào những cuộc ăn chơi dù hí, còn hơn những tay tư bản của các nước giàu. Chỉ mới lên tướng mà tài sản đã như thế, thử hỏi các cấp cao hơn còn giàu có đến đâu. Đất nước mãi nghèo là đúng quá rồi, phúc lợi đáng lẽ chia đều cho mọi người. Này chỉ có một nhóm chia chát nhau, hỏi sao dân không khổ. Rồi tác giả chua chát đánh giá dân ốm đau vào bệnh viện nằm ba bốn người một giường người bệnh không có tiền mua thuốc có người phải bán máu để mua sách cho con đi học nhiều gia đình không có máy lều để ở sống và vật qua ngày hàng ngàn công nhân bị cho nghỉ việc kéo theo hàng ngàn gia đình lâm vào cảnh bế tắc hình ảnh tòa lâu đài đang hot hiện nay những đứa trẻ vùng cao đến trường với bụng trống và manh áo tả tơi trong cơn gió lạnh cũng có những đứa trẻ đến lớp bằng bao ni lông trùm đầu nín thở qua sông suối vì làng xã chẳng có cầu biết bao người dân đang khó nhọc vì vật giá tăng xăng tăng điện tăng tất cả đều lên giá mà đồng lương thì mãi cầm cõi thế nhưng những biệt phủ những biệt thự sang trọng của các lãnh đạo liên tiếp mọc lên những đồng tiền thu được hàng ngày vẫn được xài như giấy hố sâu giàu nghèo càng lúc càng lớn bất công càng ngày càng nhiều và từ đó dần mất lòng tin Chứng cớ sờ sờ ra đó chẳng cần thanh tra điều tra cũng có kết quả. Sao những ngôi nhà vẫn lừng lửng giữa trời như những mũi dao đâm vào ngực dân đen, như cái gai trong mắt những người khốn khổ. Cuối cùng tác giả kết luận những biệt thự như thế càng nhiều, dân đen càng mãi đói nghèo và tiền đồ còn tối đen hơn kiếp nạn của chị dậu ngày xưa. Từ những nhận định của tác giả cho thấy ngày nay người dân đã không còn tin vào những chiêu trò tuyên truyền của đảng tin vào sự thật tâm chống tham nhũng của tổng trọng có vẻ như công cuộc đốt lọ của ông trọng đã thất bại hoàn toàn công cuộc này vừa không thể làm trong sạch được đảng của ông vừa phơi bày ra cho người dân thấy được sự thối nát có hệ thống của toàn cái đảng mà ông là người lãnh đạo tối cao vừa phơi bày sự dối trá của chính ông khi mạnh miệng hô hào chống tham nhũng không có vùng cấm vừa làm lơ cho cánh hậu của ông mặc sức hoành hành Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin Sau cái lò vĩ đại chưa đốt đến lâu đài Công an Việt Nam có truyền thống hách dịch với dân Ngày 7 tháng 6, AFA tiếng Việt loan tin Quảng Ninh cách chức trưởng công an phường chửi bới dân sau va chạm giao thông Hình ảnh tin trên AFA Theo đó, Trung tá Nguyễn Thành Nam, trưởng công an phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa bị cách chức điều chuyển công tác liên quan đến vụ thiếu chuẩn mực với người dân. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh đã xác nhận thông tin trên truyền thông trong ngày 6 tháng 6. AFA dẫn tin từ truyền thông nhà nước cho biết Ông Nam bị điều chuyển xuống bộ phận trực ban thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hạ Long. Trước đó, Trung tá Nguyễn Thành Nam được xác nhận là người xuất hiện trong một video clip về vụ việc xảy ra vào tối ngày 17 tháng 5. Sau đó lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc hai ô tô đối đầu nhau, nghi do va chạm giao thông. Trong video, ông Nam mặc áo trắng bước loạn choạng có dấu hiệu say rượu, liên tục chửi bới đe dọa một người dân và xưng Tao là trưởng công an phường Bãi Cháy, bắt thằng này lại. AFA cho hay. Liên quan đến vụ việc, Ủy ban kiểm tra thành ủy thành phố Hà Long đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thành Nam về mặt đảng. Những vụ cán bộ công an, cán bộ nhà nước, quan chức chửi bới đánh đập dân không phải là chuyện hiếm trong xã hội. Thông thường họ chỉ bị kỷ luật nhẹ hoặc thậm chí là không bị gì. Trong những năm qua, rất nhiều nạn nhân đã chết trong các đồn công an. Điển hình có thể kể đến là vụ ông Trịnh Xuân Tùng, người bị công an phường Thịnh Liệt thành phố Hà Nội đánh chết vào năm 2011. Còn hàng trăm vụ khác trong đó nhiều vụ hoàn toàn không ai biết đến. Hình ảnh rất nhiều cái chết trong đồn công an bị chìm xuồng. Những vụ việc xảy ra tại nhà dân hoặc nơi công cộng cũng khá nhiều, có thể kể đến một vụ việc xảy ra vào tối ngày 20 tháng 1 năm 2023 tại nhà riêng của bà Trương Thị Kim Dung ở ấp Phước Hòa, xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Đại úy Phan Văn Trung, công an xã Thành Triệu khi giải quyết một vụ gây rối trật tự công cộng đã đánh đập ông Trần Văn Dưỡng. Đại úy Trung sau đó bị kỷ luật dán xuống trung úy. Trước đó, vụ việc công an đội cảnh sát giao thông thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đánh đập giả mang hai thiếu niên đã gây phẫn nộ dư luận. Vụ việc này xảy ra vào chiều ngày 25 tháng 9 năm 2022 khi tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông thị xã Vĩnh Châu đi tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Nam Sông Hậu. Tổ công tác phát hiện hai thiếu niên nghi chưa đủ tuổi lái xe và lưu thông ngược chiều, nên ra tín hiệu dừng phương tiện. Nhưng hai thiếu niên này đã bỏ chạy, lãng lách, đánh võng. Các thành viên trong tổ công tác đuổi theo, sau đó Đại úy Châu Minh Trung và Trung úy Nguyễn Quang Thái đã hành hung hai thiếu niên này. Sau đó, đảng ủy ban giám đốc tỉnh Sóc Trăng đã kỷ luật tước danh hiệu công an nhân dân đối với đại ủy Châu Minh Trung và trung úy Nguyễn Quang Thái cùng với thượng úy Đoàn Tấn Phong, người đã đe dọa hai em thiếu niên. Ngày 26 tháng 10 năm 2022, ông Đặng Văn Tuấn, cán bộ Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn, đã xông vào nhà dân hành hung một người đàn ông với lời lẽ miệt thị khiếm nhã, mặc cho nạn nhân vang sinh trong sợ hãi vụ việc xảy ra tại thôn khòn phổ xã mai pha thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn hình ảnh dân mà bất kính với cán bộ là vào tù tất cả những vụ việc trên đều được dư luận biết đến do có camera vô tình ghi lại và những video này được tung lên mạng còn biết bao những vụ khác không có bằng chứng thì người dân chỉ biết cắn răng chịu đựng trong khi đó nếu dân xúc phạm cán bộ công an thì sẽ bị xử lý nặng nề năm 2011, cô Phạm Thị Mỹ Linh, lúc đó 18 tuổi, ngụ tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã bị phạt 9 tháng tù giam vì tác cảnh sát giao thông Vũ Quang Long. Nực cười hơn vào tháng 5 năm 2023, bà Nguyễn Thị Ngân, sinh năm 1979, ngụ tại thị trấn Càng Nàng, huyện Bà Thước, tỉnh Thanh Hóa, bị phạt 20 tháng tù giam vì đòi hôn cảnh sát giao thông đến chết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Công an Việt Nam có truyền thống hách dịch với dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đê